Đối lập Ukraine tiếp tục biểu tình, tin từ Kiev, người biểu tình chống chính phủ tiếp tục chiếm quảng trường độc lập ở thủ đô Ukraine. Cuộc biểu tình đã kéo dài hơn một tháng sau khi chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych từ chối ký hiệp ước liên kết với Liên Âu. Ngày hôm qua, các nhà lãnh đạo đối lập đã kêu gọi người biểu tình đừng bỏ cuộc, tiếp tục biểu tình cho tới năm tới và thông báo là các đảng đối lập đang củng cố thành một khối, gọi là khối Maidan, là tên của quảng trường độc lập. Một người biểu tình nói rằng ông ta đã sẵn sàng cho chiến tranh nhưng hy vọng cho sự tốt đẹp nhất, nhân dân sẽ thắng chính phủ. Một người khác nói dân chúng có thể biểu tình 1 hay 2 năm, nhưng ông Yanukovych có thể bị lật đổ trong thời gian 2 tuần. Tổng thống Yanukovych đã lên đài truyền hình trong ngày thứ Năm để giải thích lý do phải ký hiệp ước với Nga. Mặc dù có đông đảo người xuống đường phản đối, Tổng thống Yanukovych xem ra vẫn giữ vững quyền lực, nắm đa số dân biểu trong quốc hội và quân đội tiếp tục trung thành với ông ta. Nga đã đồng ý mua lại 15 tỷ Mỹ kim trái phiếu của Ukraine và giảm giá bán dầu khí cho Ukraine. Hiệp ước có thể cứu nguy nền kinh tế của Ukraine. Nếu không có tiền đến từ bên ngoài, Ukraine sẽ không thể trả được 7 tỷ Mỹ kim tiền nợ đáo hạn vào năm tới và không thể trả tiền mua dầu khí của Nga. Dự thảo ngân sách năm 2014 tiên đoán nền kinh tế Ukraine sẽ tăng trưởng được 3% sau 5 năm cáo nguyệt liên tiếp bị suy thoái.